Vâng, thì em lên sóng cặp RMX 515 hàng sưu tầm nha. Đợt này em về được những cặp mà nó gọi là thiếu shop luôn nha bác. Những cặp này các bác hiếm lắm nha bác. Hiếm không phải là nó không có hàng, nhưng mà cơ bản là về được những cặp đẹp như thế này, còn tem còn cờ và cái nước sơn nó còn óng ánh luôn á, là rất là hiếm. Những cặp mà mất tem hay là nước sơn nó cũng không trầy xước, nhưng mà nó xuống theo thời gian thì nó sẽ có, nhưng mà những cặp như thế này hiếm lắm các bác. Thì cách đây cũng mấy tháng rồi em về được một cặp như thế này, một cặp thôi đấy, nên em về và phục vụ các bác với giá nó tốt hơn trong mùa hè. Mùa hè thì những sản phẩm về giá rất là tốt các bác, để các bác mình sở hữu nha. Các bác sở hữu cặp RMX 515 gọi là hàng siêu lướt luôn nha, ốc ác mà còn nguyên chưa đụng chạm luôn nha các bác, có nghĩa là như khui thùng và gọi là 95 đến 97% luôn. Cặp RMX 515 là nó sẽ là bát 40 15 inch, bát 40 nha các bác, bát 40 từ neo đấy. Cặp này thì em giới thiệu khá là nhiều bởi vì em về cũng được vài cặp rồi, và về được mấy cặp cũng như thế này, và một có mấy cặp không có tem mà cũng giá thành thì nó sẽ không được tốt như bằng mùa hè năm đợt này rồi các bác. Mùa hè đợt này thì giao các bác là 28 triệu 500 nghìn đấy. Bác hàng sưu tầm nha, bác hàng sưu tầm nha, nhấn mạnh là hàng sưu tầm đồ đẹp kính công. Đây các bác cùng xem này. Đấy. Những cặp này các bác nghe nhạc và hát karaoke trong những phòng lớn từ 30 45 mét vuông thì một cặp như thế này là vô tư, là các bác. Tiếng của những dòng mà JBL từ Neo và model RMX 515 thì rất là nổi tiếng rồi. Từ Neo không cần công suất lớn nha các bác, có nghĩa là nó sẽ không cần công suất âm ly hay là đẩy lớn, đều khai thác được tốt. Giá là 28 triệu 500 đã bao gồm phí ship. Đây các bác thấy độ mới nó này. Đây các bác thấy này. Như cuối thùng rồi nha các bác. Dòng này nó sẽ có hai đời là đời Mexico và đời USA. Và trước mắt các bác là em về được cặp USA nha. Đấy. Tem logo JBL. Series RMX 500, model là RMX 515. Rồi cứ quay cảnh đây các bác cùng chiêm ngưỡng luôn nha. Mọi chi tiết các bác sở hữu cặp này thì liên hệ cho em nha. Thiếu mỗi shop thôi, hàng sưu tầm nha các bác. Giá siêu tốt, tại shop em chỉ có là 28 triệu 500 nghìn. Đấy. Đây là bên hông. Tiếp theo. Thì tới hỏng hông tiếp theo nha các bác. Bác nào lái liên tê liên hệ nhanh tay cho em nha. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên em ship hàng nha. Giá bao gồm phí ship rồi nha bác, các bác lưu ý giá là bao gồm phí ship rồi. Cái đợt trước những cặp này giá rất là cao quá. Đợt trước về là giao 30 đó các bác, mà không có hàng giao luôn á. Đợt này mùa hè thì luôn luôn tốt những sản phẩm về. Các bác sẽ thấy từ những sản phẩm giá rất là tốt. Nó sẽ tiết kiệm cho các bác từ 500 cho đến 1 triệu rưỡi nha. Và hiện tại cặp này 28 triệu 5 bao gồm phí ship nha. Và các bác sở hữu được một, thứ nhất là giá đẹp, thứ hai là hàng siêu lướt nha. Thiếu mỗi shop thôi. Bát 40 từ neo. 506N hoặc là 203N đều đánh tốt hết nha các bác. Nhưng mà những cặp này mà đánh đẩy á, có nghĩa là đẩy với vàng nó hay hơn rất là nhiều. Thời buổi bây giờ thì chơi đẩy với vàng vẫn là đẳng cấp hơn đó. Vàng nó có chế độ reverb khác vẫn sướng hơn. Đây. Made in USA nha các bác. RMX 515. Nó sử dụng là rack Nutrix cho bác, rack Nutrix này. Trên những dòng loa xịn và những loa đẹp, nói chung là riêng dòng loa JBL thì đều sử dụng rack Nutrix. Là dòng rack và cao cấp nhất của Mỹ. Đây, tổng quan phía sau. Đấy. Bác nào lấy liên hệ cho em nha. Qua số điện thoại trên. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký và nhấn vào nút đăng ký ở góc phải màn hình để luôn được cập nhật những video mới nhất. Tại vì một tay qua một tay ra cái loa đó. Nó rung. Rồi các bác cùng ngắm lại vẻ đẹp của em nó khi mà ở mức diện trưng bày này. Đấy.